Em nói là có thể em cuốn gói lên đó luôn mà cũng chưa có động lực hả? Cũng phải coi chứ, đàn ông cũng đâu có dễ dãi em. Cũng phải nhìn mặt cái coi có nhận cái gói này không chứ. Mời bạn nam. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thế Hiến, năm nay 29 tuổi, hiện đang làm việc tại Đắk Lắk. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh tự do, nói chung là cũng đa ngành nghề. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Em là tên là Trần Thị Mỹ Tiên, năm nay 24 tuổi, em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Bình Định chị. Bình Định. Dạ em đang làm nhân viên kế toán. Tiên 24 tuổi, Hiến 29 tuổi, cái tuổi này thì nó cũng hợp nhau nhưng vấn đề cái chỗ là hai bạn. Dạ. Ở xa, gần như hai đầu nỗi nhớ đó. Bạn gái có ngại về việc này không? Yêu xa thì em không ngại, nhưng mà trước kia em cũng có quen một anh đó anh. Yêu cũng xa xong rồi bị bỏ, không biết con chiến này yêu có bị bỏ không? Sao đâu em, chiến này mình nhắm tình mình không ổn, mình bỏ ta trước đi cưng. Trời số bậy nữa. Nói cho vui thôi, nhưng mà dù xa thì xa cũng là phải tranh thủ thời gian, rồi lâu lâu phải thăm nhau thì mới có thể nuôi dưỡng tình yêu được, đúng không em gái? Dạ. Bây giờ em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ. Chắc em nói điểm yếu trước nha chị. Em gặp đám đông thì em hơi run, em khá nhút nhát, em rất là nóng tính, với lại hơi bướng một chút. Tại vì em con út nên cũng được chiều á chị. Em sợ nhất là sợ sâu á chị, em sợ lắm. Có nhiều loại sâu lắm, em sợ tất cả các loại sâu em hả? Dạ nói chung là con trùng mà không có chân á anh, là em sợ. Có nhiều con không có chân lắm đó em. Cũng sợ luôn vậy đó hả? Nói chung là con gì mà cái thân hình nó hơi uốn éo là em sợ. Mềm mềm uốn éo là sợ ha. Dạ. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em có lẽ là dạn dĩ với lại khá là hòa đồng vui tính. Khuyết điểm lớn nhất của em chắc có lẽ qua là đôi lúc hơi quá tự phụ vào bản thân. Mình quá chủ quan. Cụ thể công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang buôn bán sửa chữa điện thoại, với lại mở một quán cà phê. Tiên ơi Tiên, bữa nào em lên Đắk Lắk em uống cà phê Đắk Lắk đi, ngon lắm. Dạ. Rồi em vô giả bộ sửa điện thoại luôn. Dạ em cũng có thím em ở trên Đắk Lắk anh. Vậy được rồi, lên thăm thím luôn được rồi. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình, quen nhau được một năm xong rồi bị đá. Gái đúng là thiệt tình, ta nói chia tay đi còn bị đá. Nặng nề quá. Nếu được thì bao lâu mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân? Người ta nói lấy vợ là lấy liền tay á chị, càng sớm càng tốt cũng được. Lấy vợ thôi, em lấy chồng mà. Em nói anh kia nghe thôi, còn em thì ảnh sao em dậy. Trời ơi dễ thương quá. Cái nhiệm vụ đó để anh em ơi. Hôm nay là anh sao em dậy đó. Rồi tình trường của anh thì sao? Em có trải qua ba mối tình. Thực sự thì cũng do tính chất công việc nó khiến em mất cái sự quan tâm với người ta, nên cái tình cảm dần dần nó xa cách. Ví dụ như giờ em anh quen xa quá rồi anh cũng bỏ bê vậy rồi xong rồi sao? Theo lịch làm việc thì có lẽ là mỗi tháng anh xuống Sài Gòn từ 2 tới 4 lần. Tốt quá, được không em? Dạ cũng được chị. Cũng được ha, như vậy là hợp lý, vừa kết hợp công việc rồi thăm em luôn. Dạ, được rồi đó. Lỡ mà có nói chuyện được á, biết đâu em lên đó em làm. Trời ơi, bé mà dễ thương gì đâu luôn. Em có cần thêm người phụ công việc mình không em? Dạ. Quản lý quán cà phê nè. Dạ thực ra thì giờ em không cần người quản lý quán cà phê hay hay là tiệm điện thoại hộ em nữa. Em chỉ cần một người quản lý em thôi chị. Trời ơi hay quá. Hai người này nói chuyện dễ thôi gì đâu. Lên trên quản lý ảnh được không em? Dạ chắc dư chị. Chắc dư ha. Rồi được. Em có tìm người yêu như thế nào hả em gái? Cảm ơn em. Người thì dễ thương một chút. Nhậu thì được nhưng mà đừng hút thuốc là được. Ổn, thuốc bên không đây em? Nói ổn. Không, còn có. Còn hút. Có không? Có hút hả? Trời ơi. Chị nghe tưởng đâu ổn. Hút nhiều không? Dạ. Bình thường thì một ngày khoảng vào tầm 5 điếu. Bỏ từ từ, bỏ đi, còn 3 rồi, còn 2, còn 1 rồi dẹp luôn đi em. Hút một ngày mà 2 gói thì bỏ từ từ, chứ còn 5 điếu thì bây giờ là mình bỏ luôn đi. Tôi trả giá mà không được luôn, bỏ luôn đi em. Bạn trai, em đáp ứng dạ, được bao nhiêu phần trăm? Phần bỏ thuốc em sẽ cố gắng. Nếu nếu hai người thực sự mà có động tạo được động lực cho nhau, quyết định mà tiến tới về lâu dài á, thì em nghĩ điều đó bỏ chắc cũng không có gì là khó khăn. Em nói là có thể em cuốn gói lên đó luôn mà cũng chưa có động lực hả?
Cũng phải coi chứ, đàn ông cũng đâu có dễ dãi em. Cũng phải nhìn mặt cái coi có nhận cái gói này không chứ. Bạn trai đưa ra chuẩn tìm bạn gái như thế nào, người vợ tương lai của mình như thế nào? Cái tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là bạn ấy nấu ăn phải ngon. Nấu ăn được không em? Chả nếu chịu khó ăn chắc được. Chịu khó ăn thì được nha cơm. Người ta nấu rồi đó mà ăn được hay không tùy em. Dạ. Tiếp em. Cao thì 1m55 trở lên là được. Ngoại hình dễ nhìn, sâu sắc trong tính cách một xíu. Em có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ là không có lễ độ với cha mẹ hoặc người lớn. Phụ nữ thì phải có trang điểm. Cái đó là cái quyền làm đẹp ưu tiên của phụ nữ. Nhưng mà em nghĩ là không nên quá lè lẹt, hoặc là cái style nó quá dị thì cũng rất là khó coi. Đơn giản quá. Được, tôi coi. Rồi, chào ông chủ ha, ông chủ trẻ ha. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Tụi em cũng không đợi được lâu. Em nghĩ là trong nửa đầu năm sau là hợp lý nhất. Mình có phải làm dâu không em? Em vẫn theo cái lối cũ, có nghĩa là khi gia đình mà ở chung với nhau, đồng ý nó sẽ có sự xích mích nhỏ. Nhưng mà cái việc đó nó sẽ làm cho gia đình gần gũi với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Gia đình có xảy ra điều gì hay không, quan trọng là ở người đàn ông, chứ không phải là ở người phụ nữ hoặc là mẹ chồng. Được. Nhà trai, bạn trai rất là chín chắn, ngoại hình rất là được. Em có thể cuốn gói đi theo. Chàng trai tự cuốn gói xuống thôi. Dạ, ồ, dễ thương quá. Bây giờ nói thì em cảm giác anh ấy là người thế nào? Em nghĩ chắc đôi lúc anh cũng hơi gia trưởng một tí. Có thể. Dạ. Bởi người đàn ông gọi họ giỏi kinh doanh đó, họ bản lĩnh thì bao giờ cũng có một chút xíu gia trưởng đó. Chút chút thì không sao cả. Dạ. Với lại chắc anh cũng người tình cảm. Rồi, anh thấy ổn đó. Cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với bạn thân và em họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là em họ nhưng mà cũng đồng nghĩa với là bạn. Dạ, Tiên thì tính tình vui vẻ hòa đồng. Còn về anh trai này thì em nghĩ cũng hợp, hai người cũng xứng. Hy vọng là cho nhau một cái cơ hội nào đó. Cảm ơn em. Đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn thân của em. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường, cũng như dạ, chào khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cũng xin nhận xét về các bạn nữ phía bên này. Thì nhìn chung thì bạn cũng rất là dễ thương. Dạ. Và cũng rất là nhanh nhẹn, kiểm soát cũng như là quản lý được cái anh chủ quán bên kia. Thì mong rằng là hai bạn sẽ cố gắng dành cho nhau một cái cơ hội để có một cái hạnh phúc dành cho riêng mình. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Có đó hoa tặng em. Có một việc lúc nãy mà anh không kịp nói với em. Dạ. Thì anh cũng cùng quê với em. Anh cũng ở Bình Định đúng không? Ừ, anh sinh ra ở Bình Định. Dạ. Mình cùng quê nên cái phong tục tập quán với nhau anh nghĩ là chắc nó sẽ rất là dễ dàng để mà mình hiểu cho nhau. Còn cái vấn đề mà em có nói là anh, cái tính anh có vẻ hơi gia trưởng. Nhưng mà thực sự thì anh nghĩ là tính anh rất công bằng. Nhưng mà anh có một cái hơi cứng nhắc là đúng là đúng mà sai là sai. Lâu lâu thì mình cũng mềm lòng chút chứ anh. Có chứ. Muốn mềm lòng mới phải cần một bóng hồng cho em. Vậy em đủ chưa? Anh mềm nhũng luôn rồi. Em có sở thích về đọc sách hay là mình đi du lịch bụi gì không ta? Dạ, em thích đọc truyện ngôn tình. Em cũng thích xem nấu ăn nhưng mà đều tại vì chắc là chưa thử nấu thôi. Em yêu con nít, em thích con nít lắm. Dạ. Còn anh thì anh thích em. Hai người này lãng mạn lắm nha. Thật sự thì cái ấn tượng ban đầu của anh về em nó cực kỳ tốt. Nên anh hy vọng em cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em. Dạ, nếu mà lên đây rồi thì đương nhiên là phải cho nhau cơ hội với anh. Chưa có cho mày. Chưa có dụ thuốc, chưa gì mà cơ hội. Anh có bỏ thuốc được không ạ? Trước đây ba em cũng hút thuốc nhiều lắm nhưng mà ba em thương em nên ba em bỏ rồi. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Cái câu cố gắng nó yếu quá. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Dạ.
Nếu trong thời gian mình tìm hiểu thì anh sẽ thường xuyên xuống, anh sẽ hỏi em cái lịch về lúc thời gian em rảnh để mình có thể hẹn hò một cái buổi nói chuyện cho nó trọn vẹn hơn. Em thì lúc nào cũng rảnh, trừ những lúc đi làm thì em bận thôi. Biết cách ghê luôn ha. Anh thì lúc nào cũng bận, trừ những lúc anh rảnh ra thôi. Dạ, em không bắt anh là phải tháng nào cũng xuống thăm em. Chủ yếu là tình cảm của anh thôi. Tại vì lúc trước em cũng bị đá rồi nha mẹ. Em đá hoài. Em sợ lắm. Má anh có dữ không? Có lẽ má anh là một người phụ nữ hiền nhất mà anh từng gặp. Dạ, chắc hiền giống em. Em cũng hiền lắm, từ những lúc em giữ ra thì còn lại em hiền lắm mà. Hát bài tặng của ấy. Hai người này nói chuyện nhau như đang đọc thơ gì. Nó nhẹ nhàng làm sao. À, dạ. Anh trai đứng dậy đứng đối diện cô gái, nhìn thẳng và hát bài gì? Mình muốn nói lên cái tình của mình nào? Về cái năng khiếu nghệ thuật của em thì dạng như là nó chọi đá vào nền âm nhạc vậy đó anh. Nhưng mà cũng chọi đá thì cũng bằng em thôi, không hơn được đâu. À, anh cứ yên tâm. Anh xin gửi em tới một đoạn ca khúc. Lần đầu tiên thấy em, chỉ muốn đến thật gần nhé, chờ em thôi, mong niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tin nắm tay. À, tới đoạn này em hết hơi rồi. Hơi. Dạ. Nắm tay xong có hết hơi. Không cho, nó nhũng chị. Bạn nữ đáp lại luôn. Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Dạ thôi. Thôi được, có câu đó cũng ý nghĩa rồi ha. Anh muốn mỗi bạn có 30 giây để nói lên tất cả những suy nghĩ của mình đối với đối phương nãy giờ. Anh gặp phụ nữ thì cái khả năng hoạt ngôn của anh nó không có được tốt. Nãy giờ những cái điều anh muốn nói anh cũng nói hết rồi. Em cảm nhận sao về anh? Dạ, em mới 24 thì em cũng chưa va chạm nhiều, chỉ là bị đá lần đó thôi. Đá nữa. Bây giờ cô này cô rất là sợ bị đá. Bây giờ em á là va chạm cuộc sống nhiều rồi, tình trường cũng nhiều hơn cổ. Bây giờ em phải nói làm sao cho cô cảm thấy yên tâm. Nếu có một ngày nào đó mà mình cái cuộc tình mình không đến được với nhau thì lỗi là do em. Không phải anh. Được chưa? Sai chị chưa? Chưa hả? Chưa, dạ. Nói đi, nói tiếp. Thí dụ như trong lúc mà hai đứa mình cãi nhau á, thì em không muốn nói là từ chia tay. Tại vì nói một lần sẽ có lần thứ hai. Dạ. Em chỉ nói vậy thôi. Từ đó anh chưa ghi vào từ điển. Lần này mà nếu có mà không thành là do em đá ảnh á, chứ ảnh không bao giờ để đá tay đâu. Để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm là chúng ta đã đến lúc phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ từ trái tim của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã hẹn hò với nhau. Thật ra các bạn phải nhớ những cái gì các bạn đã hứa nha. Nhìn mặt hai người này giống nhau ta. Dễ thương mà. Người ta nói là gương mặt giống nhau thê đó. Những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn ở cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox đang chờ với những bộ phim rất hay. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Hàn Quốc Skin Azac. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một sản phẩm dành cho hai bạn, đó là sản phẩm của Kumagon, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày hôm nay trên sân khấu bạn muốn hẹn hò và hy vọng rằng đây sẽ là một cái nụ hôn để bắt đầu cho tình yêu của hai bạn. Anh xin phép nha. Gì xỉu như vậy em? Nắm tay thật chặt và đừng buông tay nhau ra nhé. Đây là một cặp rất đẹp đôi. Em tự tin nấu ăn cũng khá ổn. Em có thể hát, em có thể làm thơ. À, em cảm thấy hay. Nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ. Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Hả Mang. Mời bạn nam.
Chào em. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Em tên là Vũ Quang Thành. Em sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng. Và hiện tại em đang làm ở quận 9. Làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh điện thoại với lại chuẩn bị mở shop quần áo. Ồ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Và em chào anh bên đó cùng quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Diệu Linh, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì hàng xóm với anh đó. Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Dạ, hiện nay thì em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Em là hướng dẫn viên du lịch ạ. À, em ở thành phố, em ở chỗ nào, làm việc ở chỗ nào? Dạ, em nhà em ở thì em ở quận 10. À, công ty của em thì là ở quận 5. Rồi. Mai mốt em đi chơi ở quận 9 đó. Dạ, em cũng thường đến quận 9 lắm anh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em tự tin nấu ăn cũng khá ổn. Em có thể hát, em có thể làm thơ. Em là người phụ nữ của gia đình. Còn nếu ra ngoài xã hội thì là em là một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ. Còn cái điểm yếu của em có là hơi khó tính. Khi mà em tủi thân á thì em hay khóc nhè. Trời ơi, mạnh mẽ cá tính mà khóc nhè. Dạ, người ta bảo là ra ngoài thì sống cá tính mạnh mẽ, nhưng mà khi về nhà thì em là người nội tâm. Rồi, bây giờ bạn trổ tài làm thơ hay bạn hát gì đó một đại cái đi. Để nói đến lý do ế của em hôm nay á thì em cũng xin phép có một bài về. À, để anh hiểu được nỗi khổ của em, lý do vì sao em ế. Rồi. À, gửi tặng cho bạn trai bên kia cũng hiểu khán giả. Nghe vẻ nghe về mà con gái thiệt là ngang trái tội nghiệp các nàng. Vì nói xấu oan mà không lên tiếng, để phải khổ phiền cho sầu nhan sắc. Học hành xuất sắc luôn đứng nhất nhì, miệng hay mỉm chi nụ cười duyên dáng, làm duyên làm dáng uyển chuyển thước tha, luôn để má ba tự hào với khách. Miệng hay lách chách ở đây không có, chỉ có ăn hàng ta đây chút xíu. Không môn nào yếu chỉ có thể thao, thêm chút lao sao khi ngồi tám chuyện, học hỏi kinh nghiệm để luyện cho đời. Dạ em xin hết ạ. Cái gì mà ế hả? Trời ơi, bạn trai. Dạ. Em cảm thấy sao? Dạ, em cảm thấy hay. Nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ. Em có tài lẻ gì không trai? Dạ, em thì đá banh được. Đá banh là gì? Dạ, em cũng mới vừa thi đá banh sáng nay xong anh. Ờ, gì cô đó cũng biết hết trơn vậy? Thì đội em hiện nay đang thắng 5-1. Chủ nhật tới nếu anh có nhà ý đi qua tụi em đá chung kết. Trời ơi, vụ gì vậy em? Lần trước thì tụi em mới vừa tham gia cái giải của tổng công ty, thì đội của em được giải nhất, lần này được tổng công ty cử đi đá giải cấp thành phố. Ghê nha. Trời ơi, em coi chừng đó nha, em đá dữ lắm á, đá luôn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Mối tình là dài nhất là mối tình nào? 3 năm, nhưng mà ngày đấy là mối tình học trò. Rồi mối tình sau học trò? Sau học trò là chia tay cách đây 3 năm. Quen mấy năm? Quen mấy tháng ạ? 6 tháng ạ. Tại sao chia tay? Cũng xa mặt cách lòng một thời gian là cũng im rồi chia tay luôn ạ. Nói chung cũng chưa có mối tình nào sâu sắc mà có thể đi đến hôn nhân đúng không? Dạ chưa. Rồi, tình trường của bạn nữ thì sao? Dạ, nếu mà nói mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Còn để mà mối tình mà gọi là nhắn tin qua lại để tìm hiểu nhau thì đã có một mối tình, nhưng mà chưa kịp nói lời yêu với anh đi lấy vợ rồi. Rồi, vậy bây giờ quyết định phải nhanh lẹ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đã banh tấn công vậy đó, vô liền. Em muốn tìm người yêu thế nào, tấn công liền nào? Dạ, không có gia trưởng, không có ghen. Những ngày mà em ở nhà thì em sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Thực ra em gốc Huế, em nấu ăn rất là ok. Em sẽ nấu ăn cho anh ăn. Nhưng mà những ngày em đi thì anh phải tự nấu ăn, phải chăm sóc cho con cái những ngày em đi vắng. Em chỉ yêu cầu vậy thôi. Còn em con trai thì em thích biết uống rượu, biết hút thuốc. Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm. Có gì đâu không biết uống rượu mà nguy hiểm, nguy hiểm. Tại chỗ vì nào? Nhiều khi không biết uống rồi bị bạn ép uống cái say á chị. Cái mất công em phải đi rớt về. Lỡ may mà ngày đó em đi tour á, không có ai kêu mất công người ta chở đi mất tiêu. Dạ. Về ngoại hình? Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu quá cao. Tại vì trai đẹp là trai của người ta. Em chỉ cần cao hơn em chút xíu. Gương em mặt cao nhiêu? Dạ, em cao 1m61 ạ. Cao hơn rồi đó. Dạ. Dạ, thân hình thì cân đối. Như anh Quyền Linh thì em lại cảm thích. Tại vì người ta bảo con trai mà tròn tròn thì nhìn khuôn mặt phúc hậu. Tại vì em muốn con của em sau này mập, không giống như gầy giống như em. Gầy là tại vì em chưa có người chăm sóc. Dạ. Anh muốn bồi dưỡng vô. Đúng rồi, hy vọng về anh sẽ làm cho em tăng cân. Em mà tăng cân là anh còn giảm cân nữa đó.
Nãy giờ em gái nói thì em cảm giác mình được bao nhiêu? Chắc là đáp ứng được hết yêu cầu của bạn nữ. Được hết luôn á hả? Dạ. Nhưng mà ví dụ anh mà chỉ biết uống bia, không biết uống rượu đúng không em? Dạ, cái đó không sao, anh không có ép buộc, anh không biết uống thì cũng không sao. Như nhau có gì đâu. Rồi, còn gì nữa không? Em có yêu cầu bạn nữ vợ tương lai của mình là người như thế nào không? Dạ, em chỉ cần bạn nữ đừng có màu mè quá, biết lễ phép với người lớn, đừng nói nhiều quá. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Mắt mũi miệng, tính cách có cái gì không thích không? Thì đừng có chảnh quá. Đừng có chảnh quá. Dạ. Cũng đã banh dữ lắm hả? Dạ. Quần này mượn của anh Quyền Linh phải không? Quần của tôi đó. Quần đẹp nhất của em. À vậy là đẹp nhất. Anh có quần y như em luôn mà, mấy ống cho anh mặc đó. Đẹp hơn em. Bây giờ nếu như mà được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ tầm 1 năm đổ lại. Công việc của cổ là cổ rất đam mê, cũng không bỏ. Thì những lúc mà cổ đi như vậy em có thể qua lo con khái quán xuyến trong nhà được không? Tới lúc đó chắc là được rồi chị. Mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Thì bây giờ cưới là cứ cưới thôi, chứ đâu còn chuẩn bị gì chị. Thì cũng phải có kinh tế, phải là tính trước kế hoạch rồi. Thì công việc của em hiện tại bây giờ là ổn định rồi. Còn cưới là thì về ở thôi. Bố mẹ em ở nhà thì cũng bắt em lấy vợ. Rồi, vậy cũng được ha. Dạ. Mình chỉ hỏi bạn nữ coi sao. Hình như bên kia là một cô gái rất là bản lĩnh em. Dạ. Ha, rất là gọi là hơi nam tính chút xíu đó. Dạ. Anh đoán là như vậy. Chào em gái. Nhưng nãy em yêu cầu là em đi công tác hoài luôn. Chồng của em phải biết tự nấu ăn, phải chăm sóc con cái này kia. Anh nghĩ cái vẻ này giống như đàn ông dặn dò vợ quá nha. Dạ, thực tế em không có đi nhiều như vậy đâu. Dạ. Nếu như mà tính ra cái mùa cao điểm thì có thể là tụi em xoay đầu 10-20 ngày trong một tháng. Nhưng mà vào những cái tháng như này thì em đi khoảng một tháng em đi khoảng 2-3 lần thôi. Em yêu cầu người đàn ông hó ghen bởi vì em đi dạ, hoài. Đúng rồi. Cái bộ phận người phụ nữ là chăm sóc con cái, gia đình mà đi hoài như thế rồi anh nghĩ rằng nó sẽ cái tình cảm nó nhạt nhòa rồi cái người chồng họ cũng rất là khó chịu. Dạ. Cái khoảng đó thì em là một người rất là lãng mạn, biết cách chiều bạn trai. Dạ. Rất chín chắn, biết chưa. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, hôm nay em đi với hai chị bạn. Dạ, thân chào anh Quyền Linh. Thân chào bạn Cát Tường. Thì nói về Linh đó, thì Linh là một người rất là có cái trách nhiệm với gia đình. Ngay cả về công việc cũng vậy. Mình có một cái muốn hỏi bạn trai ở khía cạnh là Linh hay đi, ví dụ như là thứ bảy, chủ nhật hoặc là những dịp lễ đó thì hay Linh hay đi đi tour thì không có thời gian mà dành cho bạn trai, thì với bạn thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Em vậy thì cũng bình thường thôi, công việc thì biết thông cảm với nhau thôi. Thì những ngày mà Linh đi vắng á, thì về vấn đề cơm nước hoặc là có con á, thì bạn chăm sóc cho con được không? Dạ, đến lúc đó chắc là được chứ ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng để làm những công việc đó. Thì cái duyên nó đã có rồi đó. Cái quan trọng là bây giờ các bạn là nắm bắt cái cơ hội đó và tạo cho mình một cái nợ, đó là do quyền quyết định của hai bạn. Thì mình chỉ có một ý nhỏ vậy thôi. Bạn đi với ai? Em đi với chị gái ạ. Chị gái này ngồi giờ ngồi cười suốt nha. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em là tên Thảo, chị gái của Thành ạ. Chị thấy bạn nữ ở bên này thì cũng rất là dễ thương, vui vẻ và chị thấy rất là đảm đang. Hai em thì đều có một điểm giống nhau là thích ham mê đá banh, nên chị nghĩ là có thể chia sẻ với nhau về đá banh nhiều hơn. Và mong hai em cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn nữa. Trời ơi chị gì dễ vậy, chị không lo chia sẻ công việc mà chị chia sẻ đá banh. Rồi cảm ơn chị. Thôi hai giờ em kéo màn đi, hai em nói chuyện đá banh với nhau đi. Rồi kéo màn lên. Thành làm thủ môn cũng được. Rồi tự tấn công luôn đi em. Em có hay đá banh không? Dạ thực ra thì cũng ít khi đá lắm anh. Dạ nhưng mà do năm nay thì công ty em vừa mới tổ chức cái sinh nhật ấy, hội thao của tổng công ty, nên tham gia cái giải đó thì vô tình được giải nhất thôi. Rồi em có thích đi phượt bằng xe máy không? Dạ có, đó là cái đam mê của em. Dạ. Anh không thích máy. Dạ, trời ơi, vậy cũng hỏi nó thích gì hả? Họ không thích hỏi chi vậy ông? Anh có cảm nhận gì về em ạ? Thì em là người mạnh mẽ, thì nói chuyện rất là tốt, rất là lưu loát. Còn anh thì anh lại hoàn toàn khác, đối ngược lại. Dạ, em sẽ bù đắp cho anh. Nếu như mà có cơ hội thì mời anh về đến Buôn Mê Thuột uống cà phê. Dạ. Nhất định rồi. Em sẽ là người pha cà phê cho anh uống. Hay quá. Chúng ta hẹn hò như thế nào?
theo em nghĩ anh làm công việc kinh doanh, cái thời gian của anh sẽ chủ động. Em thường rảnh vào ngày đầu tuần, như vậy rất là thích hợp. Mình thích thì mình đóng cửa mình đi chơi thôi. Ra hát tặng bạn nữ một bài đi. Vừa hát em vừa mở món quà mà em tặng cho cô gái ấy ra. Nào, chuẩn bị. Bắt đầu. Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười. Định mệnh của anh là để bên em, để một ngày chở che ngày đêm. Định mệnh chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa ngục anh vẫn bước tới. Rồi em quên mất rồi. Em cảm ơn anh. Nếu anh đếm được những vì sao thì em yêu anh đến bậc nào, tinh tú trên trời sao đếm được, tình yêu càng với lại càng cao. Quà là gì vậy em gái? Dạ, đây là một cánh hoa hồng, cánh hoa hồng vàng và một con gấu. Ý nghĩa thế nào vậy em? Sao em thấy đẹp thì em mua thôi, em tặng. Cánh hoa hồng được rồi, sao có bỏ con gấu vô làm chi nữa? Cho nó đẹp thôi, tại vì đặt cái này nó đi cả bộ này nên phải lấy như vậy. Ok, các bạn ngồi vào ghế đi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nhắm mắt lại, cảm nhận xem tim mình có rung động hay chưa các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao chàng trai lại không bấm? Dạ, em nghĩ là nếu mà để đi quá xa thì em nghĩ là cảm thấy là khó, không đến được. Tức là cảm giác trái tim mình chưa rung động. Đúng rồi. Tại vì khi em đi tìm bạn trai mà trước tiên em cứ nói là người ta phải ở nhà lo cho con cho cái để em đi làm thì nó hơi gọi là nó không có nghe, nó không có được thuận lắm. Có lẽ vì điều đó mà anh ấy đã không bấm nút nha. Em gái rất là dễ thương mà, rất là giỏi đấy. Em giống như chị Cát Tường đấy, đấy. Y chang vậy đó. Rồi dù sao thì vẫn rất là tôn trọng quyết định của hai bạn. Và thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một phần quà, đó là mỹ phẩm cao cấp thương hiệu Skin AZ nhập khẩu từ Hàn Quốc.